Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Hãng tin Reuters của Anh cho biết ngày 5 tháng 12, phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine đã công bố video tấn công lực lượng Israel. Đây là lực lượng tuyên bố ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas ngay từ ngày bùng nổ xung đột Israel-Hamas Nội dung video quay cảnh chiến đấu trên đường phố của các tay súng thuộc phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Khan Yunis, nhưng Reuters nói rằng họ không thể xác nhận địa điểm hoặc ngày quay video. Sự căng thẳng gia tăng giữa các phe đối lập đã dẫn tới thiệt hại vô cùng to lớn cho người dân giải Gaza. Hãng tin Reuters của Anh ngày 5 tháng 12 dẫn lời người phát ngôn của cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành. Ông Ashraf Al-Qudra cho biết tình hình tại các bệnh viện ở giải Gaza hiện nay rất thảm khốc. Theo ông Ashraf al khu vực Bắc Gaza thì không có dịch vụ y tế và người dân thì buộc phải chạy trốn về phía Nam. Nhưng hiện nay, các bệnh viện ở phía Nam giải Gaza đã hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống y tế ở đây không thể giải quyết được số lượng người bị thương cũng như không thể xử lý được mức độ nghiêm trọng vết thương. Chỉ trong sáng ngày 5 tháng 12, các bệnh viện đã ghi nhận ít nhất 43 trường hợp thiệt mạng sau cuộc tấn công của Israel ở Khan Yunis, trong khi hàng chục người khác vẫn đang nằm dưới đống đổ nát hoặc đang nằm trên đường phố. Hình ảnh do Reuters phát đi cũng cho thấy có hàng chục người Gaza bị thương đã được đưa đến bệnh viện Nasser trên xe ô tô con, xe tải hoặc thậm chí là xe đẩy sau cuộc không kích của Israel vào khu vực phía đông thành phố Khan Yunis vào hôm 5 tháng 12. Các bác sĩ phải điều trị cho những bệnh nhân bị thương nặng trên sàn nhà loang vết máu và nhiều người trong số đó là trẻ em. Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Gaza hôm 5 tháng 12 cho biết tình hình ở Nam Gaza đang xấu đi từng giờ khi các cuộc ném bom của Israel gia tăng ở các thành phố Khan Yunis và Rafah. Trước đó, bà Lynn Hastings, phó điều phối viên đặc biệt về tiến trình hòa bình Trung Đông và điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết các điều kiện cần thiết để cung cấp viện trợ cho người dân Gaza không tồn tại. Theo bà Hastings, từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày vào hôm 1 tháng 12, các lực lượng Israel đã tiến vào miền nam Gaza, đẩy hàng chục nghìn người vào những không gian ngày càng bị nén chặt Tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn và sự an toàn. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, bà Hastings nhấn mạnh, không nơi nào an toàn ở Gaza và không còn nơi nào để đi. Đáng lưu ý, bà Hastings nhận định rằng, nếu có thể, một kịch bản thậm chí còn khủng khiếp hơn sắp xảy ra, một kịch bản trong đó các hoạt động nhân đạo có thể không thể ứng phó được. Theo bà Hastings, những gì chúng ta nhận thấy hiện nay là những nơi trú ẩn không có năng lực, hệ thống y tế yếu kém, thiếu nước uống sạch, không có vệ sinh phù hợp và dinh dưỡng kém cho những người đã kiệt sức về tinh thần và thể chất. Đó chính là điều kiện hoàn hảo để dịch bệnh bùng phát, kéo theo thảm họa y tế cộng đồng. Trong một động thái trừng phạt hiếm thấy đối với Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người do Thái định cư ở bờ Tây có liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine. Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố quyết định này vào hôm 5 tháng 12 sau khi cảnh báo Israel rằng Washington sẽ có hành động đối với các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Palestine sống ở bờ Tây. Vùng đất phía tây sông Jordan cùng với giải Gaza và đông Jerusalem là các khu vực mà người Palestine cư trú và coi là thuộc về lãnh thổ nhà nước tương lai của họ. Trong một tuyên bố, ông Blinken cho biết chính sách hạn chế thị thực mới của Mỹ nhằm vào các cá nhân được cho là có liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở bờ Tây, bao gồm việc thực hiện hành vi bạo lực hoặc các hành động khác nhằm hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của dân thường đối với dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay lệnh cấm sẽ được thực thi từ hôm 5 tháng 12 và sẽ áp dụng cho hàng chục người định cư Israel ở bờ Tây và gia đình họ đồng thời sẽ có thêm nhiều người nữa bị đưa vào danh sách nếu bạo lực tiếp diễn. Ông không nêu con số chính xác cũng như từ chối cung cấp thông tin về bất kỳ đối tượng nào vì vấn đề bảo mật. Theo ông Miller, bất kỳ công dân Israel nào có thị thực Mỹ mà nằm trong danh sách cấm vận sẽ được thông báo rằng thị thực của họ đã bị thu hồi. Ông cũng nói rằng động thái của Washington không có nghĩa là chính phủ Israel không cần phải thực hiện các hành động của riêng mình và chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ với họ về điều đó. Trước đó, phát biểu tại Dubai trong thời gian tham dự hội nghị COP28, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Israel có quyền tự vệ nhưng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo phải được tôn trọng và đã có quá nhiều người dân Palestine vô tội thiệt mạng. Phó tổng thống Harris cũng kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường trong khi theo đuổi các mục tiêu quân sự ở Gaza. Phó tổng thống Harris cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép việc người dân Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây, việc bao vây Gaza hoặc vẽ lại biên giới ở Gaza theo phó tổng thống Harris, cộng đồng quốc tế cần dành các nguồn lực nhằm hỗ trợ Gaza phục hồi trong ngắn và dài hạn như xây dựng lại các bệnh viện và nhà ở, khôi phục hệ thống điện và nước. Phía Mỹ cho rằng các lực lượng an ninh của chính quyền Palestine cần được tăng cường để có thể đảm đương trách nhiệm an ninh ở Gaza. Mỹ cũng ủng hộ chính quyền Palestine quản lý cả Gaza và Bờ Tây. Vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết Mỹ đang tìm cách để Israel và Hamas quay trở lại bàn đàm phán sớm nhất có thể. Theo quan chức này, Hamas là bên đã khiến đàm phán đổ vỡ khi không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ban đầu liên quan tới việc bàn giao các con tin bị bắt giữ ở Gaza. Theo ông John Kirby, Hamas đã không đưa ra danh sách phụ nữ và trẻ em có thể được phóng thích cùng với các con tin được trao trả tự do trong lần ngừng bắn đầu tiên. Trong khi đó, Israel đã nối lại các cuộc tấn công ở Gaza và giới chức Mỹ đã yêu cầu nước này tránh sát hại dân thường vô tội ở đây. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, Israel đã tìm cách hạn chế thương vong cho dân thường ở Gaza, đồng thời công bố bản đồ hướng dẫn họ tới các khu vực an toàn. Ông Kirby cũng bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao của Mỹ đối với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời cho biết Mỹ sẽ không cam kết áp đặt một làn danh đỏ đối với việc ủng hộ Israel. Quan chức nội vụ cấp cao của Liên minh châu Âu EU vừa cảnh báo, châu Âu đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới do hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Cảnh báo được đưa ra khi giới chức Pháp đang điều tra vụ tấn công gây chết người gần tháp Eiffel ở Paris cuối tuần qua. Nghi phạm thế trung thành với lực lượng khủng bố IS trước khi đâm chết một du khách người Đức gốc Philippines và dùng búa làm bị thương hai người khác. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Damanin cho biết, nghi phạm là một người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Pháp. Đáng chú ý, đối tượng này từng bị kết án tù 4 năm vào năm 2016, vì lên kế hoạch tấn công và có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát, đã từng bị kết luận mắc chứng rối loạn tâm thần. Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ chia sẻ với gia đình của du khách người Đức thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Elizabeth Bones khẳng định kiên quyết chống chủ nghĩa khủng bố. Vụ việc này cũng có thể làm dấy lên quan ngại về khả năng đảm bảo an ninh ở thủ đô Paris khi chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa, thành phố này sẽ tổ chức Olympic 2024 thành phố dự định tổ chức lễ khai mạc độc đáo trên sông Sin, ước tính thu hút khoảng 600.000 khán giả. Ủy viên nội vụ EU, Inva Johansson nói với các phóng viên rằng, với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và sự phân cực mà nó gây ra trong xã hội chúng ta, trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, có nguy cơ rất lớn xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở EU. Tại một số thủ đô châu Âu trong những tuần gần đây, hàng chục nghìn người tham gia biểu tình ủng hộ người Palestine hoặc tuân hành ủng hộ người Israel và chống chủ nghĩa bài Do Thái. Ngoài ra, bà Johnson thông báo EU sẽ cấp thêm 30 triệu euro (khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ) để bảo vệ những địa điểm tôn giáo. Trong khi đó, tại Berlin, dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết vụ tấn công ở Paris nói trên cho thấy mối đe dọa do khủng bố hồi giáo gây ra hiện nay ở EU nghiêm trọng đến mức nào. Bà Nancy Faeser kêu gọi sự hợp tác của các nước láng giềng để có thể đối phó với nguy cơ này. Trong cuộc họp ở Brussels, các Bộ trưởng Nội vụ EU dự kiến sẽ thảo luận vấn đề an ninh trong khối. Ngoài ra, khu vực miễn thị thực Schengen của EU cùng tiến trình cải cách chính trị tị nạn và di cư của khối cũng là những chủ đề quan trọng của chương trình nghị sự. kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát vừa qua, nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số nước châu Âu ghi nhận xu hướng gia tăng các vụ việc chống người do thái và hồi giáo